Xin chào các bạn, tôi là Hảo, là bộ phận thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn video giám sát nhà bác Nguyễn Phú Đống ở Hà Nội. Xin mời các bạn tham quan. Đây cho các bạn nhìn không gian xung quanh đã anh nhỉ. Không gian xung quanh công viên khu đất này có hiến. Giờ đây là các nhà thợ đang uốn thép. Giờ anh chia sẻ qua xem cái công trình này gồm mấy trục anh nhỉ? Này gồm có 4 trục. 4 trục ngang đúng không? 4 trục dài, 4 trục ngắn, 2 trục dài đúng không? Vâng. Chiều ngang thì là 4m8, chiều dài là rơi vào tầm 11m. Rồi. Thì sau đây anh Hảo sẽ làm video chia sẻ cho các bạn giám sát phần móng. Đây chính xác là phần thép. Và chia sẻ cho các bạn cách đọc bản vẽ luôn. Thì kiểm tra như thế nào. Thì đây mời anh Hảo chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất là mời các bạn xem bản vẽ. Đây là mặt bằng kết cấu móng, gồm có 3 loại dầm. Dầm móng, đây dạng móng bè, gồm có dầm FB01 là những dầm ngang, và FB02 những dầm dọc, và có một dầm phụ là FB03. Chiều dày của đế là 200, chiều dày của chiều cao của móng là 200, còn chiều cao dầm là 600. Đây như các bạn. Và phần thép móng là ta đang sắp hai lớp phi 10A200. Hai lớp khoảng cách giữa chiều dày lớp là 200. Còn thép dầm là ta sẽ xem mặt cắt. Gồm có 6 thanh, 3 thanh phi 20 ở trên và 3 thanh phi 20 ở dưới. 3 thanh phi 20 ở trên thì ta sẽ bẻ mỏ 400. Và thép đai là phi 8A150. Đây các bạn quan sát thực tế. Đây là lớp thép đánh gồm là phi 10A200 hai lớp. Người ta đang so le khoảng cách. Đây 200. Sau đấy người ta sẽ, trước khi đổ bê tông ra sẽ kê con kê lên để đạt được khoảng cách, là độ dày của cái lớp này là 200. Đây là thép dầm. Đây là 3 thanh phi 20. 3 thanh trên, 3 thanh dưới. Còn thép đai là phi 8, khoảng cách là A150. Hơi quá nhiều đai. Đây người ta đang sử dụng, mấy anh thợ đang làm công tác cốt pha. Rồi, có vậy thôi đúng không anh? Móng phần bản vẽ thì như vậy thôi. Phần thép chỉ việc như thế thôi đúng không? Vâng. Xong mình đi kiểm tra của tất cả các trục đúng không? Vâng. À, thế là dễ đấy anh nhỉ? Mình không biết mọi người hiểu chưa? Chắc hiểu được rồi đấy. Thế, đây mọi người có thể nhìn thấy. Thì như anh Hảo vừa nãy chỉ cơ bản thì cơ bản có một cái đúng không? Vâng. Chỉ một cái điển hình thì cái nào nó như thế thôi đúng không? Vâng, thép dầm bình thường thiết kế như vậy hết. Đây, cái bẻ móc 400 đấy anh, có cái bẻ móc 400 đâu nhỉ? Đây là phần bẻ mỏ của họ để tăng sức chịu tải của dầm. Rồi, bẻ hai bên đúng không? Bẻ hai đầu. Thế đúng không? Đây có pha, người ta sẽ ghép có pha đạt độ cao là 200. À, cái bên dưới 200 rồi đúng không? Độ cao đấy anh phải 200 rồi đúng không? Vâng, từ mét. Nên là khoảng 200, ngay sau đổ bê tông là người ta bằng hết ở dưới, xong rồi đến phần này là chiều cao dầm đạt độ 600.
Dầm này nào đạt mấy trăm anh nhỉ? 300 à? Dầm này là đấy 220 rồi anh ạ. Thế nào cái ghép cút pha này người ta có được ghép sát vào mới sắt không ạ? Không, người ta phải có khoảng bê tông bảo vệ rơi vào tầm 2,5 cm. Đây, cái này đạt rồi. Đấy nữa là 3 cm này. Như anh đã ghép những cốt pha là hay những dàn win đấy nhỉ, những tháo ra nó bóng mượt bóng. Chiều mai đổ được anh? Chiều mai đổ. Đổ là mình đổ thủ công hay là chắc đổ thủ công? Máy thì thủ công đấy. Giờ này thì chắc là bên tay không vào được. Không vào được, đối ống cũng phức tạp lắm, vòng vèo. Rồi, cái này là mai phải kê cái con kê lên đúng không anh? Con kê cao bao nhiêu? Kê bao nhiêu phân nhỉ anh nhỉ? 12 phân anh Hảo, chỉ con kê trong bản vẽ được không? Con kê mình làm bằng thép luôn anh. Mình thép vào cái này. Đây, kê trong bản vẽ. Đây, là vị trí con kê, gọi kê chân chó hay nào? Thường người ta gọi là vậy, đây con kê. Đây con kê. Thế cao độ đâu anh? Cao độ đây là lớp bê tông lót này. Xong rồi lớp thép. Bê tông lót. Thường là con kê này là giữa đây con kê đường kê chính là kê giữa hai lớp thép trên và lớp thép dưới. Rồi. Còn có những con kê phụ là kê lớp thép này để đạt được lớp bê tông bảo vệ là cách 30 mm giữa lớp thép với cả lớp bê tông lót để có độ bảo vệ. Trong này không thể hiện nhưng biện pháp thi công phải có. Đây thường người ta kê bằng gạch. Rồi, nếu mọi người đã hiểu rõ, chắc hiểu rõ thì mọi người mà không hiểu gì thì cứ comment xuống phía bên dưới video thì anh Hảo sẽ trực tiếp giải thích cho các bạn hiểu hơn. Rồi thì sau khi cách đọc bản vẽ và cách kiểm tra thực tế trên trên hiện trường công trình thì các bạn đã phần nào hiểu rõ phần trực quan của cách bố trí thép và cách kiểm tra thép. Thì bây giờ chú ống của tôi xin đến hướng dẫn mọi người tiếp. Thì xin chào bạn các bạn trong các video tiếp theo. Có gì không hiểu các bạn cứ bình luận với comment bên dưới, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp dưới số điện thoại bên dưới màn hình thì mọi người ở công ty sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Rồi, dưới đây là video các bạn đã được xem về cách chia sẻ đọc bản vẽ. Thì có gì thắc mắc các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới hoặc comment, chúng tôi có thể trả lời với các bạn một cách nhanh chóng nhất. Và nếu các bạn có ý định muốn xây một ngôi nhà cho chính mình thì hoặc muốn giám sát thi công công trình thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng làm việc hết sức mình để giúp các bạn hoàn thành ngôi nhà mơ ước của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.